Tám bộ phận của đàn bà, càng to càng có tiền, số mệnh phú quý, càng già càng giàu. Kính thưa quý vị, trên cơ thể, không phải cứ điểm nào to cũng là xấu đâu nhé. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, có 8 điểm trên cơ thể phụ nữ, càng to lại càng nhận được nhiều tài lộc, số mệnh phú quý, càng già càng giàu. Mông to. Theo quan điểm nhân tướng học, những người phụ nữ có cặp mông đầy đặn, tròn trịa, thông thường có tướng phú quý, tính hào phóng, độ lượng. Cuộc sống của những người có vòng mông nở nang thường khá ổn định về vật chất, suôn sẻ trong mọi việc. Bên cạnh đó, người phụ nữ sở hữu cặp mông lớn còn là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết yêu chiều chồng và dễ sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, thông minh. Chính vì điều này mà xu thế mông to luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải bẩm sinh ai cũng sở hữu cho mình bờ mông trời phú này. Người có mông lớn là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết chiều chồng và dễ sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Bàn chân to. Người có đôi bàn chân to thường sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, cũng không thích nịnh bợ người khác để kiếm lợi về mình. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, vì thế mà được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Mặc dù tuổi trẻ phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng với chí hướng, bản lĩnh và sự mạnh mẽ, nên từ năm 30 tuổi, họ nhanh chóng lấy lại được phong độ, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu còn không hết, có nhiều cơ may về đường tài lộc. Đặc biệt, nếu phụ nữ có đôi chân to, thường có số vượng phu ích tử, là người biết dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Bằng sự thông minh, nhạy bén, họ luôn biết đưa ra những lời khuyên quý báu cho chồng lúc khó khăn. Nhờ thế cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, hạnh phúc. Phụ nữ có đôi chân to, thường có số vượng phu ích tử. Đùi to. Trong nhân tướng học, đùi được coi là bộ phận trụ đỡ của kho tiền, nên người có đặc điểm này thường rất giàu có. Phụ nữ có tướng đùi to thường thông minh. Họ còn là kiểu phụ nữ giàu nghị lực và khéo chăm sóc con cái gia đình, giúp chồng phát triển sự nghiệp rất tốt. Người sở hữu cặp đùi to, đi kèm với hông nở, đầy đặn, sẽ có tài vận tốt, có thể hái ra tiền mà vẫn không tiêu xài hoang phí. Đây là những người tử trẻ đã có số an nhàn, về trung và hậu vận càng có nhiều củ ăn củ để. Người sở hữu cặp đùi to, đi kèm với hông nở, đầy đặn, sẽ có tài vận tốt, có thể hái ra tiền mà vẫn không tiêu xài hoang phí. Bàn tay to. Những người có bàn tay to thường có lòng nhân hậu, thương người. Chính vì lòng tốt đó mà những lúc khó khăn, họ luôn có bạn bè sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, có quý nhân phù trợ. Nếu có bàn tay to, hồng hào, cân đối với chiều dài cánh tay và cơ thể, thì người đó sẽ có vận may về tiền bạc. Sau 35 tuổi, kiểu gì cũng giàu có, cuộc sống sung túc, yên bình. Đồng thời, họ còn là người quản lý tiền bạc cực tốt, nên là không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Tiền một khi đã vào tay thì sẽ đẻ ra thêm, chứ không thiếu hụt đi. Những người có bàn tay to thường có lòng nhân hậu, thương người. Vai to, rộng. Đương nhiên, vai rộng ở nữ giới không như đàn ông. Cái chính ở đây là một bờ vai đầy đặn, có da có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình, từ anh chị em, chồng con, đều được họ chăm sóc tận tình và là chỗ dựa vững chắc. Nhiều người nghĩ phụ nữ có vai rộng không đẹp, nhưng đó lại là người phụ nữ thông minh, có trí tuệ hơn người, không có việc gì mà họ không làm được. Phụ nữ sở hữu bờ vai đầy đặn, có da có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Dái tay to. Dái tay to là dấu hiệu của sự sống còn, tuổi thọ. Những người này thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi phải gặp những chuyện rủi ro, không may mắn. Họ là người rất đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Họ thường có duyên kinh doanh, hoặc nếu làm trong cơ quan nhà nước
thì được định sẵn là phải làm quan to, có chức có quyền. Thế mới nói, không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu, tay to là tướng làm quan. Nếu là đôi tay to, vành tay dày, đẹp, thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhàn. Về già, có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì. Những người sở hữu dái tay to thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro. Mũi to, tròn. Người có mũi to, tròn, nhiều thịt thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có số phú quý. Họ có cuộc đời khổ trước sướng sau, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng kiểu gì cũng vươn lên thành tỷ phú nhờ năng lực, bản lĩnh của chính mình, không nịnh bợ, dựa dẫm bất kỳ ai. Nếu phụ nữ có mũi to, tròn, thường sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, sống sung sướng chẳng khác gì bà hoàng. Còn nếu như đó là đàn ông, họ sẽ có khả năng lãnh đạo tốt, được nhân viên tôn sùng, yêu quý, con đường sự nghiệp chỉ có lên chứ không bao giờ đi xuống. Phụ nữ có mũi to, tròn, thường sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng. Cằm tròn, đầy đặn. Cằm tròn, to nhưng cân đối, hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên là dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Người sở hữu cằm tròn, đầy đặn thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè. Nhiều người luôn mất tự tin với thân hình, mũm mĩm của mình, hoặc sợ một số bộ phận trên cơ thể quá to thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, không phải cứ đặc điểm nào to cũng là xấu đâu nhé. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, những đặc điểm trên đây càng to lại càng có nhiều tài lộc đấy nhé. Không lo nghĩ quá nhiều và biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta quan sát những người xung quanh thì chúng ta rất dễ dàng tìm ra một hiện tượng. Đó là những người phụ nữ không lo nghĩ quá nhiều, thường sẽ sống an nhàn và biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Và những người phụ nữ chật vật với cuộc sống thường là những người thích lo lắng chuyện gia đình của mình, và thậm chí họ phải lo lắng cả chuyện gia đình của người khác. Là phụ nữ, hãy sống cho cuộc sống của riêng mình, đừng vì sự suy xét, đánh giá của người khác mà cố sức làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vì để tâm quá nhiều xem người khác nghĩ gì về mình, đánh giá mình thế nào, bạn cần học cách bơ đi mà sống, để sống cuộc sống riêng của bản thân mình. Phải yêu lấy bản thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Yêu bản thân có nghĩa là tạo niềm vui cho mình, đừng bao giờ quên mình. Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải tìm niềm vui, cũng phải tự làm đẹp yêu mình. Trang điểm, ăn mặc đẹp, làm đẹp, giữ dáng, tất cả những việc chị em có thể làm để thể hiện tình yêu đối với chính mình. Đừng vì cái này cái nọ mà làm cho bản thân mình xấu xí, tiểu tụy đi nhé. Chẳng có người chồng nào lại thích một người vợ lôi thôi lụa thượng đâu.